triết lý cục kẹo không còn xa lạ gì với chúng ta. Nhưng vận dụng triết lý này vào quản trị nhân sự thế nào và nó có liên quan gì đến chuyện về việc trễ và lý do xin nghỉ việc của nhân viên hay không? Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị về cách ứng dụng triết lý cục kẹo nào để làm sao nhân viên của chúng ta trung thành và tạo hiệu suất tốt cho họ. Dưới đây là bài chia sẻ của một diễn giả khá nổi tiếng trong các chương trình về doanh nhân, doanh chủ, nhà quản trị startup. Trong quá trình đào tạo hướng nghiệp và chia sẻ cho rất nhiều người, tôi thường bảo có một công việc tốt thường đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: lương, môi trường và chế độ. Tạm không bàn về lương, bữa nay tôi sẽ bàn về môi trường, chế độ và triết lý cục kẹo. Thế thì triết lý cục kẹo đại khái thế này: khi bạn cho ai một cái thứ gì quá thường xuyên, nhiều khi họ không nghĩ đó là một món quà, mà họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm mà bạn phải làm cho họ. Đến một ngày khi bạn không cho họ thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt. Cũng như một đứa trẻ, dù bạn có bao nhiêu cho cây kẹo mỗi ngày, nó sẽ chỉ nhớ duy nhất cái ngày bạn không cho mà thôi. Triết lý tưởng như đơn giản lại là thực trạng xảy ra thường xuyên trong rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Ví dụ chuyện đi trễ của nhân viên. Hầu như bất kỳ vị sếp nào cũng thường xuyên bảo nhân viên rằng hãy làm nhiều hơn, hãy đi sớm hơn, hãy về trễ hơn. Nhưng họ không hiểu rằng về trễ không có nghĩa là ngày nào cũng phải về trễ, mà chỉ khi nào có nhiều việc thì mới cần sự hy sinh thêm giờ làm của chúng ta. Và khi người nhân viên hôm ấy về trễ, chấp nhận bỏ thời gian dành cho gia đình, làm ngoài giờ để hoàn thành công việc, cần được ghi nhận và khích lệ. Tiếc thay, trong nhiều doanh nghiệp, rất nhiều vị sếp xem đó là việc bình thường và việc nhân viên về trễ mỗi ngày là trách nhiệm phải làm. Họ hiểu sai, hay cố tình hiểu sai, sự cống hiến tự nguyện trở thành nghĩa vụ ép buộc. Lâu dần, chính điều đó giết chết sự hào hứng tự nguyện cống hiến nơi nhân viên, vì mỗi ngày chính họ phải đang làm thêm giờ và cống hiến liên tục ngày qua ngày nọ như một việc phải làm dù không muốn. Tôi từng làm việc trong rất nhiều doanh nghiệp, nhờ đó may mắn trải nghiệm khá nhiều môi trường khác nhau. Đa phần các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng môi trường khá thoải mái, họ thích đánh giá năng lực của nhân viên thông qua kết quả, không cần câu nệ quá nhiều hình thức và quá rình hình thức. Còn doanh nghiệp Việt lại thích dựa trên hai từ: trách nhiệm đầy nặng nề và áp lực. Khi bạn đi trễ, ok, giải trình, kỷ luật trừ lương, ở lại thêm giờ, đó là việc của bạn. Khi đó nhân viên, nếu là bạn là nhân viên, liệu bạn sẽ muốn đi về đúng giờ hay về trễ để làm thêm? Chưa kể một số sếp tạo áp lực vô hình lên nhân viên bằng cách tỏ vẻ không hài lòng khi bạn làm đúng giờ, về đúng giờ, hoặc khó chịu khi bạn muốn nghỉ phép dù nó nằm trong chế độ và quyền lợi của mỗi nhân viên mà đáng ra được hưởng. Kết quả, đến cuối năm bạn vẫn dư cả chục ngày phép và không được duyệt ngày nào nghỉ. Thế thì liệu bạn có muốn gắn bó lâu dài không? Tôi còn nhớ có một dạo một tấm mình chụp lên Facebook về lời nhắn nhủ của một người sếp dành cho nhân viên của anh ta đại khái thế này: hãy rời văn phòng đúng giờ và làm dậy sóng cộng đồng mạng. Các sếp nhà ta khen hay, kháo nhau rằng đây là lời nhắn nhủ mang đầy tính nhân văn và đua nhau học hỏi, phải mang về áp dụng cho công ty mình. Thế nhưng nói một chuyện làm lại một chuyện khác, cũng như hiểu và biết là hai phạm trù khác nhau. Tiếc là đa số chúng ta thường thích gom lại thành hiểu biết, và từ đó dẫn đến tìm hiểu cái gì và tìm hiểu nửa vời, học hỏi gì, học hỏi cũng không đến nơi, và tạo ra cái hậu quả thay vì kết quả. Và với lượng công việc giao nhiều hơn, áp lực hơn, thì nhân viên rời văn phòng đúng giờ là điều hoàn toàn không thể. Và khi nhân viên về trễ thì các sếp lại đưa ra lý do rằng do tụi em không quản lý thời gian hiệu quả, không phân bổ công việc hợp lý, vốn nhiều đến mức bốn chữ công việc ngập đầu ngập cổ trở thành quen thuộc, nên về trễ là đúng chứ tụi ăn đâu có muốn. Tóm lại, lỗi là do nhân viên, không phải do sếp. Chả biết lỗi do ai, chỉ biết một ngày đẹp trời, nhân viên tập tò nộp đơn xin nghỉ lại tuyển đứa mới, lại phải đào tạo, tốn chi phí rất nhiều. Ở một cương vị một nhà quản lý nhân sự có tâm, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao trong một số doanh nghiệp có những người gắn bó hàng chục năm, thậm chí cả đời, lại có những công ty thay máu nhân sự liên tục? Lỗi do ai? Do bạn, lo nhân viên, do nhà quản lý hay CEO hay ông chủ? Hay để lại comment bên dưới và hãy chia sẻ cái video clip này, cái radio này cho nhiều người biết và những người nhà quản lý đang gặp tình trạng này, và hãy ứng dụng triết lý cây kẹo này vào trong quản lý và điều hành nhân sự các bạn nhé. Và xin chào các bạn khởi nghiệp, những vị CEO, những người đang nghe kênh Johnny Thông ở trên radio.